Chào cả nhà nha, hôm nay là ngày bữa thứ 7. Đây là mình vô phở gì mình ăn trước khi mình đi xem bạn nha. Coi nè, đồ đạc mình sửa soạn sẵn sàng rồi đó, để đi ha, đâu đó hết trơn rồi. Bây giờ là sửa soạn là lên đường là đi luôn. Mới vừa ăn tiệm phở này xong nè, tiệm phở Duy xong rồi, bây giờ là đi thẳng lên trên chỗ camping luôn. Ok, có gì đi trên đường hồi gặp sau nha. Trên đường mình đi Oklahoma, đi camping. Hôm nay là ngày thứ 7. Đường đi còn 2 tiếng nữa tới nha. Anh em hồi coi hai bên đường cảnh nào đẹp mình quay anh em coi cho vui. Ok, let's go. Casino đó, sông bãi Mỹ đó. Anh em nghĩ như thế nào, có cần vô cho nó để mà đặt một cú rồi chơi xong rồi đi không? Ăn thua cho nó gây đi. Winston Casino nha, bên tay phải nè. Casino đây, bên tay phải đây. Đẹp ha, nhìn coi cua nha. Phía trên này á, anh em nhìn thấy nè, đây là toàn những chiếc xe qua mặt mình dù không á. Mình chạy 75-80 thì nó chạy 90 có, hoặc là 85 mau có trở lên nó chạy qua mặt mình. Mà ở đây á, người ta cho chạy chỉ có 60 mau một giờ thôi. Dã man chưa, mình chạy tưởng đâu nhanh dữ, nhìn lại ta qua mặt đùng đùng luôn. Anh em á, thấy nè, chiếc xe này nó hiện lên, nó báo cho mình biết á, mình chạy bò nhanh bò chậm đó, chiếc xe nó hiện lên nè, driver attention nè, level low nè, time to take a break. Ý nói là mình chạy xe mà không có liên tiếp khoảng chừng 60 mile giờ, 70 mile giờ, mà hồi lên 60-70 đó thì nó để nó nói giống như mình buồn ngủ đó, nên đậu lại nghỉ xả hơi này kia đó. Cái xe nó báo luôn á, viết chữ trong đó kêu mình đậu nghỉ xả hơi uống cà phê này kia.
Thôi giờ xe kêu uống cà phê, mình không uống cà phê thì thôi mình uống xiên sáo nha. Uống xiên sáo tỉnh táo chạy tiếp ha, uống miếng nha. Ngon lắm anh. Yeah, anh em nhìn hai bên nha, đây là ở trong kêu bằng hút vào trong form rồi đó. Hai bên đường này nè, nhìn vậy nè, ở ngay giữa đường lên xuống, lên dốc xuống dốc, hai bên đường toàn là form không. Lâu lâu mới thấy căn nhà nha, lâu lâu mới thấy căn nhà. Sai rồi, lâu lâu mới có chiếc xe chạy qua trả lời ha. Nhìn thấy ớn ớn ha, nhắn tanh hai bên á. Đắm ngoài kìa. Anh em biết gì không, hồi nãy mới vừa chạy ngang đó, cái con đường á, nó tên là con đường Seven Sister, dịch ra tiếng Việt là đường 7 chị em, nghe ghê chưa? Trong form này mà có đường 7 chị em, anh em nào có coi Vintao không? Vintao và Vinma đó, 7 chị em này kia đó, ở đây nó có con đường 7 chị em, Seven Sister. Hiện tại mình đang đi ở trong form, sắp tới chỗ rồi, nhưng mà nghe cái tên đường này nó ớn thì thôi nè. Cũng may là bây giờ còn là ban ngày, chứ gặp ban đêm chắc là kiếm chỗ lủi luôn. Rất là ghê nha, Seven Sister. Ok, bây giờ mình đã tới chỗ rồi nha. Đây là cái chỗ cái kem của mình mướn nè. Ở đây ha, dọc bên đây có cái lò nướng ngay đó. Chút nữa mình sẽ đắp kem ở đây. Lò nướng ngay đó ha. Ban đêm là chỗ này là chỗ của mình này nè. Dọc đây ra đây. Cái lều dựng xong rồi nè. Nhỏ thôi quá trời luôn ha. Dựng nguyên cái lều xong rồi, cũng đơn giản lắm, nhưng mà nãy gió thổi nó phải tới bờ lui. Bây giờ sửa soạn đốt lửa lên nha, sửa soạn đốt lửa lên. Bây giờ cũng gần 4 giờ rồi, đốt lửa lên, mình mới tới đây. Quay sơ đây cho anh em xem nha, nhìn đẹp không? Chỗ này mình mướn gần nước để ngồi cái gì móc lưỡi câu đó, đem cái cầu xuống cho cắm xuống dưới. Bây giờ người ta đang tới lui chỗ này, đông chút xíu nữa người ta đi mục tiêu. Tại chỗ này người ta mướn ở trên kia không có được gần nước thì người ta lại đây người ta chơi ghế. Mình mướn cái này nghe nước chỗ này nguyên đêm nhìn đẹp á. Ủa, ok, chỗ mình mướn đây ha, nhìn vậy nha, xe đậu trên đó kìa, đi lên đó xe đậu đó. Em đi nhóm lửa nha, nhóm lửa này kìa, bếp lửa chưa có lửa thì nhóm lửa cái. Dần dần luôn, ở đằng kia về đốt cái này á, không biết đủ không, chắc phải kiếm thêm vài khúc nữa, nhưng mà khúc này chắc không thấm rồi. Nặng nha, quá trời nặng luôn, vác từ lên dốc. Oh my god, mệt luôn. Đây rồi, ai thích exercise ra chỗ này vừa kiếm tiền ha, vừa đi lụm củi ha, này kia tập thể thao luôn, kiểu như là khỏi tốn tiền đi đóng tập thể thao. Ra đây nè, lụm củi đốt lửa này kia ban đêm này kia. Anh em nhìn thấy hấp dẫn không? Cái này á, cánh gà đó thì ướp ngũ vị hương nha, còn đùi gà thì ướp ớt với nước tương này nọ cho nó thơm, với tỏi này kia. Một chút nữa cái này chín rồi đó mới chiên, mới bỏ vô nướng steak nha. Này kia nhìn hấp dẫn nha, coi nè, ở đây chỗ nướng đây ha, nhìn ra đây là nguyên cái hồ. Thì chỗ này khu ha,
chưa rảnh để móc cần câu câu cá nha. Bây giờ nướng trước, ăn trước, lo bụng trước rồi mới lấy cần câu câu cá ha. Giờ chắc là cũng 5-6 giờ rồi, nhìn đẹp quá nha. Có đói bụng lấy ăn hoặc để sáng mai ăn luôn. Còn cái cây này là đi vòng vòng từ nãy giờ lụm cây đó, bỏ vô đốt đó. Bây giờ là đã 10 giờ đêm rồi đó, 9-10 giờ đêm rồi. Ở đây tối thui rồi nha, cho nên mới cần bật cái đèn lên mới gọi cho anh em nhìn thấy mấy cái trứng kìa. Để đó. Mời cả nhà uống cà phê nha, uống cà phê giờ ban đêm. Ngồi uống cà phê nhìn trời này kia ở đây đẹp lắm. Ban đêm nhìn sao. Củi đang đốt cháy, nếu mà tắt đèn cái cho anh em xem coi như thế nào nha. Bây giờ để tắt đèn, cái nó tối thui luôn. Đây rồi cô. Tắt đèn nhìn đẹp không? Hay là tối thui? Mày uống ly cà phê nha, tối thui nhìn chắc không thấy luôn. Để quay lên trời coi nhìn thấy sao không nha. Rồi chắc không đâu. Tối thui luôn, nhìn không thấy sao xíu gì trên trời luôn. Nhưng mà ở đây mình nhìn phía ngoài nhìn thấy sao nhiều lắm. Tối lắm trở lại nha. Ok, thôi ngừng tại đây nha, có gì gặp sau nha. Mời anh em uống cà phê ban đêm cái rồi ngủ ngon nha. Bye bye, ngủ ngon.